Thank you.
thường quy. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây mỗi lần. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Bước 1, làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, nhấc mạnh các kẽ ngón tay 5 lần. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia. Tập nhé, không phải là tự nhiên mà lại có cái quen tốt được đâu con ạ.
Thank you.